Chào mọi người, bây giờ thì mình đang đi lên cái con đường, đi trên cái con đường đi lên Ngũ Đậu Mãn Ôn nha. Hôm nay thì thời tiết ở dưới chỗ thị trấn Mộc Châu thì có vẻ đẹp, nhưng mà khi mà đi lên cái đường Ngũ Đậu Mãn Ôn thì cái thời tiết nó bắt đầu xấu. Và để đi lên được đây thì bạn có thể đi thẳng theo cái đường DT 43 nha. Rồi sau đó thì các bạn rẽ vô theo cái đường đồi chè Trái Tim. Đi thẳng đó thì sẽ có đường rẽ đi Ngũ Đậu Mãn Ôn. Khi mà đi vô trong này thì cái cảnh quan nó cũng hơi nguyên sinh một chút, cho nên nó rất là ma mị. Bây giờ thì mình đang đi trên cái con đường bộ đó, thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem thử Ngũ Đậu Mãn Ôn có gì nha. Đây là cái con đường nhỏ đi vào Ngũ Đậu. Cái con đường này thì đối với các bạn chạy lái xe cứng thì có thể chạy được, còn mình thì tay lái mình khá là tệ, cho nên là mình sẽ không có lái xe mà mình đi bộ. Cái phong cảnh rừng nó như thế này đi các bạn. Đường đi vô cái động 3 khá là xa so với động 4 lúc nãy. Động 4 lúc nãy thì tối om mà. Vô trong này mình hy vọng là nó sẽ sáng hơn. Đây là những cái đôi dép có thể đi vô ở bên trong động. Các bạn có thể mang theo giúp tổ ong nè, có độ bám cao hoặc là dày. Rồi em mới em gặp đồng hương luôn. Cái bên nữa kìa. Bông ra. Ôi giời, bắt vỏ. Đây, mình đi ở bên ngoài và đi vô bên trong. Khách đi lên khá là đẹp. Lần đầu tiên em đến thôi em. Dạ, lần đầu tiên tới đây chị. Wow. Nếu mà dạ có chị, ảnh nổi tiếng mà. Dạ, ảnh chụp hình rất đẹp. Dạ, toàn những người nổi tiếng không. Dạ. Hôm nay là cái ruộng bậc thang nha. Đó, nó chảy nước từ trên này chảy xuống nè. Đây là những vị khách ở bên trong đi tham quan du lịch. Tiếp tục các bạn. Nha, vừa đi động số 4 kia mà không ai soi cho. Biết động số 4 có đẹp không em? Đẹp anh. Cao. Sâu có nó được. Nó nói vô đó, mà đứa xem thì không có cộng dây nó không. Có cái cục đấy mà không có cộng dây đấy anh không có làm gì được. Dạ, yeah, tại vì chị nghĩ gì cho em, chị chỉ xài cho cái này thôi. Đứng bờ sông đợi con. Còn đứng xem này sẽ nhìn con rùa nó cõng con bé cho các cặp vợ chồng nữa. Đó, đây là con rùa. Đây, mọi người đứng xem này. Đứng xem này sẽ nhìn thấy con rùa nó cõng đứa bé qua sông cho các cặp vợ chồng. Đây đầu rùa nhé. Ô. Đây tai rùa, cõng đứa bé nằm trên nôi. Đây đúng không anh? Đấy, cái này này. Đây là đầu đứa bé này, tay dạ. Chân con đang nằm trên nôi. Ừ. Đầu con rùa, tai rùa. Là những người mà cầu con là sẽ tới đây cầu. Những người mà hiếm hoi con cái hoặc là cầu phúc cho con muốn cưới rồi cầu. Thôi, tốt quá. Nhìn đứa bé rất đẹp anh, quá đẹp. Vâng.
Đi vào mùa mưa thì nó đẹp hơn, giống con rùa đang cõng đứa bé cho hai cặp vợ chồng đợi con này. Dạ. Ui. Ồ, cái đàn đá kìa. Ồ. Mọi người đang nhìn thấy cái đàn đá. Đó. Anh hướng dẫn viên đang quá hấp dẫn. Comment. Oh my god. Ồ, thiệt là kinh khủng. Mọi người, bây giờ mình sẽ bước ra khỏi cái cửa hàng này nha. Kết thúc cái chuyến tham quan ngủ đồng bản ngon tại đây. Thiệt ra thì còn khoảng 3 hang nữa, nhưng mà mình chỉ đi có 2 hang thôi. Lúc nãy đi hang số 4, tối thui giờ không thấy gì á. Nhưng mà hang này nhờ có anh Lương, anh dẫn đoàn cho nên là mình đã nhìn thấy rất là nhiều thứ, khá là đẹp luôn. Nếu mà bạn đi tham quan du lịch ở bên Mộc Châu thì nhớ ghé cái ngủ đồng bản ngon nha. Đường đi khá là dễ, nhưng mà đi vô này thì không dễ chút nào đâu. Thôi, bye bye, bye bye. Bye bye các bạn.